Giờ em xin quay lô đất của mình nha, ôm đường bê tông nha, tầm cỡ 70 mét đường bê tông, là bắt đầu từ giáp với cao su này, bên điều ra là của mình nha. Đấy, bắt đầu từ hàng điều này, điều lớn, từ hàng điều này ôm đường. Ôm đường bê tông tầm cỡ 70 mét. Khu này là đất đỏ ba gian nha. Khu này là toàn bộ là đất đỏ ba gian hết. Của mình bên bên điều đây. Điều là điều lớn nha. Đường này, trong khu này đấy rất là nhiều nữa, người ta đi lại rất là nhiều. Này, điều lớn nè, đất là đất đỏ nè, bằng phẳng. Ở đây là còn có nhà của dân nè. Để mình là đi vào bên trong này, giáp với đám tiêu này, bên cọc bên này là của mình. Của mình là bắt đầu là từ từ cây cao su, hàng cao su kia, từ chỗ gốc cao su đó, từ chỗ gốc cao su đó rồi xuống hết dưới này, xuống hết tới đoạn này luôn nha. Đây tới cọc gỗ, đây tới cọc đào, đây còn đây là đường đi chung của hai bên nha. Bây giờ đầu em vào quay đất của mình nha. Có một con đường mòn ở đây. Đây, đây là vào rẽ mình. Ôm hết theo trụ rài rào này, đã được rào riêng biệt. Đây, trên đất của mình là hiện tại có điều nè. Điều, điều lớn nha, điều to cay nha. Và cà phê nữa kìa. Điều cà phê đất đỏ ba gian nha. Xung quanh mình được rào hết rồi, không có biên biết rất là rõ ràng luôn. Bên này là có trụ, trụ rào và còn có đường đi. Đó, xuống đây là cà phê. Bền lắm. Đất bằng phẳng luôn nha. Đất rất là bằng. Nè, xuống đây là cà nè. Của mình là cứ giáp biên với cao su. Bên góc bên kia là có cao su đó. Đó, cây cao su đó. Của mình là giáp cao su là được. Là bên biên bên đó là giáp cao su. Còn xuống đây là giáp với trụ rào. Ở đây còn chừa một con đường nữa nè. Con đường để cho xe tải vận chuyển, chở cà phê đồ này kia nè. Cà với điều rất là dài, đất dài lắm nha. Điều tán lớn, tổng diện tích là 2 hecta 93, 2 hecta 93, đất đỏ ba gian. Dưới đây còn có nhà trại, nhà rẫy nữa nha.
Điều tăng to. Điều này là toàn bộ là điều cổ thụ rồi. Thân rất là to luôn. Toàn bộ là điều cổ thụ, điều to luôn. Cành rất là nhiều. Các thứ bảo bệnh. Đường đi thì thuận tiện, không phụ thuộc. Ôm toàn bộ là đường nhựa và đường bê tông. Đây là có một con đường đi chung nè, không phải đường bê tông nè. Đi sâu xuống hết đất luôn nè.